sáng sớm mưa quá trời luôn nè các bạn ơi, mưa lớn nha. Hello mọi người, hôm nay mưa và sấm sét lớn nha. Các bạn thấy mưa không? Bên này mà không mưa thôi á, bên này mà mưa là rất là lớn. Có cái bên này mưa không có bây giờ không có sợ bị ống cống nghẹt nha các bạn, không có sợ lục nhiều đâu, bởi vì thường thường nếu mà bị nghẹt đó, thì dơ rồi xong người ta chỉ lâu lâu thì có rồi xong người ta clean cái là nó xong các bạn, chứ không phải ngập nước giống như Việt Nam ở Sài Gòn đâu nha. Thank you.
lấy giác. Xuống 2 đồng. Mấy tháng trước á, mình có quay cái clip mình đi làm mấy cái building này đang xây nè các bạn, mà bây giờ nó xong rồi nè.
cũng đang lên cái building lớn luôn nè. Những cái những nhà đầu tư họ về cái Kingston này, cái thành phố mình họ đầu tư nhiều lắm. Các bạn thấy không, building lên quá trời luôn. Mình tới chỗ làm rồi. Đấy các bạn, đó mình muốn quay mình cho các bạn có biết coi mưa bên này lớn như thế nào nha. Chứ không phải chỉ có Sài Gòn với mưa lớn đâu. Ở đây là mưa lớn mà mưa lớn khủng khiếp luôn á. Ok, bye.